hướng dẫn em cách luộc gan chín vừa tới, ăn mềm, ngọt, đi anh. Anh ok luôn, việc gì chứ việc này anh làm được. Bác nào luộc gan lên mà ăn cứng như đá này, đen xì này, hay là ăn khô khốc khốc ấy thì bươi ngay vào đây giúp em nhá. Để gan luộc được ngon, trước tiên các bác cần chọn và mua được một lá gan ngon. Sau khi mua về các bác ngâm nước ngay, chia nhỏ theo kích thước giống như ở trong video để luộc nhanh chín hơn. Việc cắt nhỏ và ngâm nước sẽ giúp chúng ta loại bỏ được tiết ở trong gan, khi luộc lên sẽ không bị màu thâm đen. Chọn gan ấy bản chất khá khó, cần yếu tố kinh nghiệm. Khi chọn thì mình có thể hướng dẫn các bạn một vài đặc điểm nhận diện sau. Về màu sắc ấy, bạn chọn lá gan đều màu này, màu đỏ tươi hoặc hồng tươi. Tránh các lá gan màu sẫm này hoặc ngả vàng nhé. Không chọn gan có màu lốm đốm hoặc bề mặt lồi lõm, khả năng là gan không tươi hoặc là gan mắc bệnh. Nay mình ra chợ ấy, đợi mãi 30 phút thì chị mang ra cho nên là không có sự lựa chọn nhá. Bộ gan hôm nay thì cũng tạm ổn theo mình đánh giá khoảng tầm 6 trên 10 điểm. Luộc gan thì cũng giống như luộc tiết thôi, thì bạn đun sôi nước nhá. Chú ý cho thêm một ít gừng đập dập nhá để cho nó thơm. Đấy, sau đấy thì bạn chỉnh nhỏ ga này, đun ga 5 tăm thôi nhá. Trong quá trình đợi gan chín ấy, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn pha đồ chấm nhá. Nước chấm của mình thì sẽ bao gồm hành tím thái lát này, sau đấy bao gồm lá mùi tàu này mình sẽ thái nhỏ như trong video nhá. Mình cho thêm giấm tỏi này. Gan có ngon đến mấy ấy, mà đồ chấm không ngon ấy, thì nó cũng không đạt được đến đỉnh cao đâu nhá. Mình cho thêm tiêu này, thêm ớt này, ớt bột này bản chất nó không cay lắm đâu nhá, nên là mình cho nhiều hơn một chút này. Đấy, còn nước mắm thì mình dùng nước mắm lam ngư thông thường thôi, còn nước mắm mình đang cho vào ấy thì hiện tại mình đã pha rồi nhá. Có giấm này, đường nhá. Đấy, mình pha nó loãng và nó vừa phải đi thì bây giờ pha thì mình sẽ cho thẳng vào luôn. Mình ăn cay nên mình cho thêm nhiều tiêu ớt hơn một chút. Đấy, các bác nhìn bát nước chấm chưa? Mình cho vào đảo đều nhá. Ôi giời ơi, nhìn bát nước chấm này, khi mà chấm gan ấy, bác cho thêm một ít hành tím và một ít mùi tàu vào ăn kèm gan rất là phê, rất là ngon nhá. Đồ chấm pha xong rồi thì mình bắt đầu quay ra kiểm tra gan nhá. Mình vớt ra trước 5 phút để hướng dẫn các bạn kiểm tra sống chín nhá. Các bạn bóp vào nhá, nước gan chảy ra màu hồng thì mình sẽ cần phải luộc thêm. Bình thường sẽ luộc 20 đến 25 phút tùy vào kích thước gan bác nhá. Các cụ có câu ấy, đánh giặc thì cần phải mài sẵn gươm dao, thì thái gan cũng vậy. Khi có một bộ gan ngon ấy thì chúng ta cần phải có một con dao thật sự là sắc bén. Ôi các bạn nhìn kìa, miếng gan chín vừa tới này, ở trong vẫn còn hồng này, ăn giữ được độ ngọt, độ mềm. Đấy, ngày xưa thì mình không ăn được gan đâu, bởi vì gan ở trên nhà ăn nó rất là cứng và nó có mùi gây ấy. Còn khi mà xuống dưới này ấy, mình học hỏi được và chọn được bộ gan ngon kèm theo kinh nghiệm luộc tốt ấy, thì ăn miếng gan lợn ấy nó giống hệt như miếng gan chó và miếng gan gà ấy, ăn nó rất là mềm và ngon. Đấy, còn khi mà ăn nhá, các bạn chú ý nhá, kẹp với một xíu lá mùi tàu nhá, chấm thật đẫm theo nước mắm mà mình hướng dẫn pha nhá. Nước mắm pha vừa tới ăn không bị mặn ấy, nó theo hướng chua ngọt ấy, ăn rất là ngon. Đấy là mình ăn là mình kẹp thêm một ít lá mùi tàu mà đã pha sẵn, đã cắt sẵn ở trong bát nước mắm rồi nhá, rất là ngon này, mình chấm rất là đẫm. Ăn gan ấy thì cũng khá tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên mà bác nào đang bị gút mỡ máu hay gan nhiễm mỡ ấy, thì các bác không nên ăn hoặc hạn chế ăn đấy nhá. Các bác có thể là theo dõi đọc tìm hiểu ở trên Google. Trên đây là cách luộc gan theo kinh nghiệm của mình. Bác nào có phương pháp luộc gan ngon thì có thể để lại comment để mình và mọi người có thể học hỏi thêm nhá. Cảm ơn.